Em xin chào các chú, chị và các bạn. Hôm nay em tiếp tục lại review trong ngôi chùa Tâm Đốc trong buổi lễ Tết cổ truyền cho Chan Thoai của đồng bào dân tộc Khmer như thế nào vậy? Cho các chú, chị và các bạn đón xem ha. Hôm nay buổi tối ha, trong ngôi chùa rất đông người. Đây, bà con buôn bán rất là nhiều ha, trong ngôi chùa. Đây, trong ngôi chùa Tâm Đốc á, Tâm Đốc ha các chú chị các bạn. Tọa lạc tại ấp Châu Thành á, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đây, bà con buôn bán rất là nhiều ha các chú chị các bạn. Thì em sẽ review trong ngôi chùa cho các chú chị các bạn đón xem như thế nào trong buổi lễ Tết cổ truyền cho Chan Thoai của đồng bào trong tộc Khmer. Đây. Bà con buôn bán rất là nhiều nha các chú chị các bạn. Đây, trong buổi lễ Tết cổ truyền cho Chan Thoai của đồng bào dân tộc Khmer trong ngôi chùa Tâm Đốc ha. Bà con buôn bán cũng rất là nhiều ha trong buổi lễ. Chùa rất đông ha các chú chị các bạn. Đêm nay rất là đông người. Đêm nay rất là đông. Thì em sẽ review trong ngôi chùa cho cô chú chị các bạn đón xem như thế nào là lễ Tết của chị cho Chan Thoai con bào dân tộc Khmer. Nhiều á. Đây. Rất là đông người, tối đêm nay rất là đông người nha các chú chị các bạn. Trong ngôi chùa Tâm Đốc ha. Đây phía bên đây chỗ núi cát nè. Đây phía trước cổng núi cát cũng có hai đòn bánh tét rất là lớn ha. Đây. Phía bên đây là núi cát nha cô chú chị các bạn. Trong cổng núi cát cũng có hình hai hình con rồng. Thì năm nay là năm tuổi rồng. Lễ sư trang trí hình con rồng nha cô chú chị các bạn. Tối đêm nay rất là đông người nha các chú chị các bạn. Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ờ, cô bên đứng này. Tạm biệt. Ờ. Hả? Ngồi ngay đó. Rất là đông bà con Phật tử lại ha. Trong ngôi chùa Tâm Núp trong buổi lễ Tết cổ truyền Chúa Chân Lạc Mây của đồng bào dân tộc Khmer nghe có chú chị các bạn. Đây bà con buôn bán rất là nhiều trong ngôi chùa. Đây cũng là chỗ núi cát để với Phật tử đốt nhang cũng như tôi chú chị các bạn. Đây cũng chỗ núi cát nha, có chú gì các bạn. Trong buổi lễ Tết cổ truyền Chúa Chân Lạc Mây của đồng bào dân tộc Khmer rất là đông bà con Phật tử lại ha, có chú chị các bạn. Trong ngôi chùa Tâm Núp tọa lạc tại ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng ha. สาธุสาธุสาธุ
Đây là chỗ lán chạy nha, coi chỗ gì các bạn. สาธุสาธุเพื่อบรรดาบรรดาพ่อเคยทาเอิ้นพระสัตว์เสด็จจะรับลาขนมประพฤติศาสนาบัพปิณกองการก็สาขนมกรรมตีบันนี้ก็สมัยบัพประกอบใจสักใดสักใดจะมาตั้งจัตตรัตนายานานุกัสสัมปันสัมปรายเตสักใดในปรัตนาสาธุสาธุสาธุกัมสารลันนันเตจังบานกัมเคยทาเกลละอ้อยจังบัดได สมตรานำเล็กดากรุณาสลายตะมากรบกระปรางโจเนตังสัตตานกระบังเล็กตกหลบหมายตอนนี้อายุมาภัยสดดักกระตุ้นเรกายเยปัดไปขายแต่ยังเพื่อเอาไว้คลาให้กดกระปรางเอ็งกระปรางเอ็งโจเลหะไม่เอาโนเลพเตะแม่อรวสัตสับบัดบ้านมหัศจรรย์ในกอบกุ้งกรบแม่แบกกุ้งกุ้งกอดในสามบัดแม่ตักบัดเยปรากฏ สัตว์เอาเสียเปียบาประหลักเต้าขาลบัดเรียบจับละอ่อนบัดนี่คือวัดโกนต่างหลายแม่ปุ๊บเมียนจมือโรคเยียดีสระกอไก่พระพโดบอบอไปโจทวาควายแพร่ซาเตจีตักนูสราวขนมเปตังเมียนโรคเกียตักสราปลายเกียบงอกหัดทานเล็กต่างๆรู้เรื่องการเจ้าเปิดตีเก้าตีสระปลาปลาตูนีเมียนตอกจุดเลี้ยงเอาสาพอ rất là đông tối đêm nay, rất là đông bà con Phật tử gần xa lại trong ngôi chùa Tâm Đúc trong buổi lễ Tết cổ truyền cho Chan Tham Mây của đồng bào dân tộc Khmer. Đây rất là đông bà con Phật tử trong dịp lễ có chú chị các bạn. Đây cũng bà con bán buôn bán rất là nhiều quá. Đây là buôn bán dép có chú chị bà. Vô. Đây. Đó rất là nhiều quá. Thank you.
mới đêm nay rất là đông. Bà con Phật tử lại trong buổi lễ Tết cổ truyền cho Sam Mây trong tại ngôi chùa Tâm Nốt Ra của chơi gì các bạn. Tòa lạc tại ấp Cho Thành, xã Đơn Vị Cho Thành, tỉnh Sóc Trăng. Rồi bạn thì liên. Sân khấu ca nhạc á, mặc dù bà con Phật tử từ xa trong buổi lễ Tết cổ truyền chùa Sam Mây có chỗ chạy các bạn. Sân khấu ca nhạc từ bà con từ xa. Ôn ơi kê tha chùa sai ông tọt đau đây. Nơi gần được khạc nắng bị bỏ thả nè camera kỹ sân đồng po ở trên